Cô thân chào các bạn tuổi Mậu Thìn, nữ 1988. Thì đời đầu hôm nay á là cô chia sẻ cho các bạn về vận hạn của các bạn trong cái năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì lời đầu tiên cô chúc cho các bạn một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc và vui vẻ. Các bạn là nữ mà các bạn có cái tuổi Thìn thì đa số các bạn rất là khôn khéo trong vấn đề giao tế. Khôn khéo đây không phải là các bạn giỏi giao tế đâu. Cái tuổi này là nó có cái như là mình không thích kết thân với nhiều người đâu. Các bạn thu mình lại rất là nhiều. Nhưng mà các bạn có cái phần là khôn khéo là các bạn rất là nhu mì ở trong cái chuyện mà đối nhân xử thế ở bên ngoài. Các bạn biết giữ kẻ cái lời nói của mình, các bạn khá trầm tính. Khi gặp xô cái chuyện thì các bạn nó giữ được cái bình tĩnh cho bản thân của mình để không có đẩy xảy ra những cái xung đột. Còn đối với chuyện ở trong gia đình á, thì các bạn có một cái tình thương quyến luyến gia đình rất là nhiều. Mình là cái cây to mà bóng mát, mình muốn tỏa cái bóng nắng, mình tỏa cái bóng mát để mình che chở mà giúp đỡ cho những cái người ở trong thân tộc của mình. Nhưng mà trong đối với người bên ngoài nha, còn đối với con một đứa chồng thì không có phải hiền đâu. Cái tuổi này đối với con là các bạn kiểu là các bạn có thể xung năm rồi vận sưng vẫy lên, sùng vẫy lên. Đối với chồng của con thì các bạn không có giữ được cái sự mà tế nhị như đối với những cái người ở bên ngoài. Đó là đặc điểm của cái người tuổi Thìn. Còn tuổi Mạng á thì thở nhỏ là các bạn có vất vả. Vất vả mà cực khổ. Nhưng mà gia đình mình nó an ổn, nó bình yên, nó hạnh phúc. Nó không có những cái biến động ở trong cái cuộc sống. Làm ăn ở cái tuổi này phải nói là nó khó, là rất là vất vả. Cuộc đời mình nó khi mà qua 30 rồi thì nó lại chuyển biến, nó có nhiều cái vấn đề thăng trầm. Tài lộc của mình nó bấp bênh lắm. Mình tìm cái công ăn việc làm, tuổi nữ nè, tìm cái công ăn việc làm cũng hơi khó. Nhưng mà cái tuổi Thìn của các bạn lại nhờ có cái phúc khí. Cái tuổi này là cái tuổi mà được nhiều cái sự ông bà độ trì cho mình, trời Phật chứng cho mình. Cho nên các bạn dễ khi mà gặp những cái tai nạn thì dễ có người ta trợ giúp cho mình. Nhưng các bạn lưu ý cho một cái điều là quả phước cũng do chúng ta làm đến. Ở cái giai đoạn tuổi nhỏ của chúng ta, đó là cái âm phúc của cha mẹ, của ông bà tổ tiên để lại cho mình. Còn bây giờ mình lớn rồi, ngoài 30 rồi, thì mình phải biết tự tạo âm phúc cho mình để mà mình được hưởng tiếp tục về sau và lưu cho con cái. Cho nên khuyên các bạn là chúng ta hãy có một vấn đề là chúng ta có tín ngưỡng, chúng ta biết tin nhân quả và chúng ta làm theo nhân quả, thì chúng ta sẽ được hưởng những cái phúc lành. Thì bạn nữ thì các bạn có cái tín ngưỡng cao, nhưng mà trong vấn đề hôn nhân của các bạn là các bạn thường gặp cái chuyện, đa phần các bạn là gặp cái phần mà gian dở. Lập gia đình sớm á thì 10 người hết 7 người ly dị rồi bỏ chồng, có người thì tái hôn. Còn có người thì sợ quá, ở vậy chưa có dám mà tiếp. Còn ai có phúc có phần mà đến cái giai đoạn này mà các bạn còn được một vợ một chồng thì các bạn nên mừng và các bạn hãy cảm tạ trời đất và các bạn hy vọng rằng các bạn sẽ được an ổn từ đây đến cuối đời này. Trong gia đình của mình á, thì đối với chồng mình á,
thì mình có cái vai trò quan trọng. Mình thường thường đó là giống như là mình cái người chỉ huy ở trong gia đình, mình có một cái tiếng nói ở trong gia đình. Nhưng mà về cái đường công danh sự nghiệp thì với người nữ là nó không có cao. Các bạn chỉ làm việc này việc nọ lặt nhặt ở bên ngoài, chứ không có được nắm những cái chức vụ cao ở nơi công sở hay là cơ quan của mình nha. 2 năm rồi các bạn gặp khó khăn liên tiếp, tại vì 2 năm mà là mình bị tam tai, và cái năm nay á là mình gặp cái tam tai năm cuối. Năm á là năm Giáp Thìn, là nghĩa là nó có cái thiên can Giáp, mà mình á là người có cái thiên can Mậu, Giáp với Mậu nó khắc kỵ, cho nên năm nay á cái về cái đời thiên thời của các bạn nó không có. Cái đường tài lộc của các bạn năm nay nó không có sáng được, nó khó, nó hơi u tối, không tốt cho mình về tiền tài nha các bạn. Rồi xét về địa chi á thì các bạn lại không có được sự thuận, tại vì năm là năm Thìn mà mình cũng là tuổi Thìn, cho nên nó xung nhau. Mà chúng ta biết khi chúng ta xung tuổi thì nó có nhiều cái không hay nó đem đến cho mình, có nhiều cái chuyện công ăn việc làm mà nó cũng khắc kỵ, sức khỏe của mình thì nó cũng không tốt đẹp, không thuận lợi cho mình. Về công việc của mình nó không có thuận lợi. Chúng ta dễ gặp những cái điều thị phi, dễ gặp những cái điều tai tiếng. Chúng ta cần giữ kẻ cái lời ăn tiếng nói của ta để mà chúng ta tránh đi những cái điều thị phi đáng tiếc xảy ra khi mà gặp năm xung tuổi. Như vậy là cái phần địa lợi nhân hòa của mình ở trong năm nó không có. Mình là người mặn mộc mà mình gặp cái năm quả. 2 cái tuổi này á là các bạn lưu ý. Quả mà mình làm mộc nè, mình là cái món mồi để mà giúp cho nó quả người ta nó phát lên. Cho nên mình chú ý năm nay mình có thể mình làm, nhưng mà người khác người ta hưởng lợi. Mình làm nhưng mà cái công lao thuộc về người khác, người ta hưởng hơn mình. Sức khỏe thì bình ổn. Nữ gặp một cái con sao xấu nhất ở trong các sao, bố các bạn biết đó là sao gì? Đó là con sao Kế Đô. Con sao Kế Đô nó sẽ làm cho bạn khó khăn ở cái tháng 3 và cái tháng 9. Sao Kế Đô đem đến lại cho bạn những cái sự không may mắn về sức khỏe, về công ăn việc làm, về công việc. Nó đem lại nhiều cái thị phi, đem lại nhiều cái tai tiếng cho mình. Nó không tốt đẹp cho mình gì hết. Và nó xấu cho mình ở tháng 3, tháng 9. Khi gặp con sao Kế Đô, đều cẩn thận, nhất là các bạn nhớ là giữ miệng, giữ mồm. Thị phi nó nhiều lắm, cho nên các bạn cẩn trọng trong cái vấn đề này. Và nó cũng làm cho mình bị hao tài, tốn bạc. Thành các bạn cẩn trọng khi mà chúng ta đi ra đường, xe cộ chúng ta phải khóa kỹ, nhà cửa chúng ta phải dòm ngó kỹ để tránh đi những cái thất thoát về cái tiền bạc cho mình ở trong năm khi mà chúng ta gặp cái con sao Kế Đô. Hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh thì nó dễ gây đến cái chữ mà kiện cáo. Chúng ta thấy là chúng ta khó dễ gặp thị phi, từ cái thị phi người ta dẫn đến cái chuyện kiện cáo. Và chúng ta về sức khỏe của chúng ta thì nó cũng không tốt. Chúng ta dễ mắc bệnh về cái đường tiêu hóa của chúng ta. Và các bạn cũng cẩn trọng trong cái đề này, chúng ta dễ gặp những cái chuyện mà té ngã, gây thương tích cho chúng ta. Thì chúng ta cần cẩn trọng ở cái khoảng này nha các bạn. Năm nay thì các bạn không gặp quan ốc, nhưng mà chúng ta gặp kim lâu. Và chúng ta đang ở cái năm mà năm sau là chúng ta gặp tam tai ở cái năm cuối. Nhưng mà ở 6 tháng cuối thì nó có phần nhẹ hơn về vấn đề tam tai rồi. Nhưng mà cái nặng của chúng ta là gặp trực thái tuế.
thì trực thái tế giống như hồi nãy cô đã phân tích ở cái phần xung tuổi, nó gây khó khăn, nó gây áp lực cho chúng ta rất là nhiều khi chúng ta gặp cái chữ thái tuế mà trực diện nữa nha các bạn, cho nên nhiều cái khó khăn đem đến cho mình. Còn nữ năm nay mừng cho các bạn, mặc dù bạn gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái áp lực ở trong cái cuộc sống của mình như cô nói hồi nãy, nhưng mà gia đình của các bạn có được cái sự mà vui vẻ, được cái sự thuận lợi, vợ chồng biết yêu thương, giúp đỡ nhau, con cái hòa thuận, đó là một cái điều phúc cho các bạn rất là nhiều rồi. Như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn nữ tuổi Mậu Thìn về cái năm Giáp Thìn. Bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình một năm mới nhiều sự bình an, vui vẻ và hạnh phúc.